em. Chào mừng các em học sinh đã đến với giờ học âm nhạc địa phương 6. Trước khi chúng ta bước vào nội dung ngày hôm nay, cô mời các em hãy cùng nghe giai điệu một bài hát và hãy cho cô biết bài hát này có tên là gì. Vậy là các em đã nghe xong bài hát. Vậy bạn nào có thể cho cô biết bài hát tên là gì nào? Bài hát có tên là Yêu Lắm Trường Sa, nhạc và lời của nhạc sĩ Đinh Hoàng Vũ. Vậy khi nghe đến hai chữ Trường Sa, gợi lên cho các em một hình ảnh gì nào? Đảo Trường Sa là một trong hai quần đảo lớn của đất nước Việt Nam. Vậy bạn nào có thể cho cô biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào? Chắc hẳn khi nghe đến câu hỏi này của cô, các em dần đã biết được câu trả lời rồi đúng không? Đó chính là tỉnh Khánh Hòa. Trong chương trình âm nhạc địa phương với chủ đề giai điệu quê hương, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mảnh đất mà chúng ta đang sinh sống qua các nội dung 1. Tìm hiểu lễ hội địa phương 2. Tìm hiểu nghệ thuật truyền thống địa phương 3. Tìm hiểu âm nhạc. Cô sẽ giới thiệu đến các em các bài hát viết về Nha Trang, Khánh Hòa từ chính các nhạc sĩ được sinh ra và lớn lên ở đây. Chúng ta sẽ cùng bước vào tiết thứ nhất, tìm hiểu lễ hội ở địa phương. Cô mời các em sẽ cùng quan sát một video và sau đó các em hãy cho cô biết tên của lễ hội này. Cô mời các em cùng xem. Thưa quý vị, Nha Trang, Khánh Hòa, một kiệt tác thiên nhiên hoàn mỹ. Một vùng xanh hiền hòa, xanh của biển, của núi, của rừng, của xanh mát lòng người tươi mới. Một vùng non cao, biển rộng, sông dài đã tạc vào thi ca và hội họa như một miền thơ. Và lại rồi đây Nha Trang, Khánh Hòa, về lại rồi trong vòng tay của biển, về lại một khoảng trời bát ngát xanh trong. Thank you.
quan sát xong video. Vậy các em hãy cho cô biết tên của lễ hội là gì? Đây là lễ hội Festival Biển. Lễ hội Festival Biển Nha Trang được tổ chức lần đầu vào năm 2003 và được tổ chức định kỳ 2 năm một lần vào mùa hè. Đây là một hoạt động quan trọng để quảng bá hoạt động văn hóa du lịch của địa phương tới du khách trong nước và quốc tế. Ngoài ra, chương trình còn truyền tải thông điệp khẳng định chủ quyền của biển đảo, tạo sự kết nối giữa các vùng miền trong cả nước. Qua đó, giới thiệu đến bạn bè quốc tế một quê hương Việt Nam tươi đẹp. Lễ hội kéo dài từ 4 đến 5 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, tôn vinh nét đẹp, văn hóa của con người Nha Trang như lễ hội cầu ngư, lễ hội ẩm thực, trò chơi dân gian, hội thảo khoa học, trình bày và triển lãm văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thể thao như giải bơi biển, bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, v.v. Và ngoài ra còn trình diễn thêm bắn pháo hoa. Vừa rồi, cô đã giới thiệu đến các em lễ hội Festival Biển. Ngoài lễ hội Festival Biển thì chúng ta còn rất nhiều những lễ hội nổi tiếng khác ở địa phương của chúng ta. Một lễ hội tiếp theo mà cô muốn giới thiệu đến các em đó là lễ hội Tháp Bà Bôn Naga, lễ hội Khánh Hòa, truyền thống phản ánh văn hóa Champa. Lễ hội Tháp Bà còn được gọi là lễ hội Thiên Y Anna Thánh Mẫu hay lễ Vía Bà. Đó là một trong những di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa công nhận. Lễ hội Tháp Bà được diễn ra vào từ ngày 20 đến 23 tháng 3 âm lịch hàng năm. Tổ chức ngay tại Tháp Bà Bôn Naga, tọa lạc trên đồi Cù Lao, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lễ hội Tháp Bà, đây là lễ hội truyền thống của Khánh Hòa, có nguồn gốc từ người Chăm cổ với tục thờ nữ thần Pôn Naga, Giang Pô Y Nư Naga, được mệnh danh là mẹ xứ sở, là người có công trong việc xây dựng quê hương, dạy cho người dân cách trồng trọt, chăm nuôi và phù hộ cho người dân có cuộc sống an lành, ấm no. Tại lễ hội này, có sự tham gia của người Chăm, người Kinh cùng một số người dân tộc thiểu số tại nhiều tỉnh miền Trung tìm về, vô cùng sôi nổi. Một lễ hội tiếp theo mà cô muốn giới thiệu đến với các em, đó là lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Khánh Hòa, phản ánh văn hóa biển đảo. Lễ hội Cầu Ngư còn được gọi là lễ hội Cá Ông hay Cá Voi, diễn ra tại Lăng Ông, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Được tổ chức vào đúng ngày rỗ của Cá Voi, vào hai kỳ Xuân Tế và Thu Tế. Thời gian thường vào tháng 2, tháng 3 hàng năm. Lễ hội cầu ngư thường được bắt đầu từ sáng sớm với màn lễ nghinh ông trên biển, rước ông về ngự lễ tế. Đoàn rước sắc phong đông vui vô cùng, đi đầu là đội múa lân sư rồng, theo sau là trống chiêng vang rộn cả một góc trời. Đây là lễ hội Khánh Hòa, đậm chất tâm linh và phản ánh nét văn hóa của ngư dân miền biển. Trong tâm thức của những người con xứ biển, sống bằng nghề ra khơi đánh bắt cá, thì cá voi được xem như thần Nam Hải, là vị thần luôn phù hộ độ trì và ra tay giúp đỡ cho những chuyến ra khơi suôn sẻ, bình an. Hình ảnh cá voi tượng trưng cho sự hướng thiện, hiền lành như chính những người ngư dân cần cù, quanh năm bầu bạn với biển cả. Một lễ hội tiếp theo đó là lễ hội Am Chúa, lễ hội Khánh Hòa, tôn thờ Thánh Mẫu Thiên Y Anna. Hàng năm, vào ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 âm lịch, sẽ diễn ra lễ hội Am Chúa, được tổ chức ngay tại di tích Am Chúa, nằm trên núi Đài An, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Cũng giống với lễ hội Tháp Bà Bôn Naga, lễ hội Am Chúa được tổ chức để tưởng nhớ tới Thánh Mẫu Thiên Y Anna. Các nghi lễ diễn ra vô cùng trang trọng, thể hiện sự thành kính và tôn sùng vị Thánh Mẫu. Đồng thời, cầu cho mưa gió thuận hòa, cuộc sống của nhân dân được bình yên, êm ấm. Theo sử tích được ghi lại, thì Am Chúa chính là nơi bà Bôn Naga sinh ra và lớn lên khi ở cùng cha mẹ nuôi, còn tháp bà Bôn Naga là nơi thờ bà khi đã hiển thánh. Và tục thờ Thánh Mẫu Thiên Y Anna đều bắt nguồn từ tín ngưỡng của người Champa cổ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Khánh Hòa hướng về cội nguồn.
Giỗ Tổ Hùng Vương chính là ngày quốc giỗ của toàn thể dân tộc Việt Nam, là dịp để bày tỏ lòng biết ơn và nhớ về cội nguồn. Cứ vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, tại khắp mọi miền Tổ quốc đều tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Tại Khánh Hòa, lễ giỗ Tổ được tổ chức trang trọng uy nghiêm tại đền Hùng Vương, tọa lạc tại số 173 Ngô Gia Tự, thành phố Nha Trang. Các nghi lễ diễn ra hết sức tôn nghiêm, thành kính với sự tham gia của các cấp lãnh đạo và người. Trong các lễ hội mà chúng ta đã tìm hiểu, các em đã được tham gia lễ hội nào chưa? Vậy là một người con của đất Khánh Hòa, các em sẽ làm gì để thể hiện bản sắc văn hóa của quê hương? Chúng ta cần phải giữ gìn cái hay, cái đẹp của các lễ hội, trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của ông cha ta để lại, cũng như phát huy những thế mạnh, tiềm năng của địa phương, duy trì tổ chức đều đặn hàng năm các lễ hội, cũng như quảng bá hình ảnh văn hóa đến bạn bè trong và ngoài nước. Tự hào về truyền thống của quê hương, mỗi chúng ta phải có trách nhiệm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đó. Vừa rồi, cô và các em đã tìm hiểu một số lễ hội ở địa phương. Để củng cố cho phần nội dung này, thì chúng ta sẽ cùng trả lời một số câu hỏi. Chúng ta sẽ vào câu hỏi thứ nhất. Lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 15 tháng 3 âm lịch. B. Ngày 20 tháng 3 âm lịch. C. Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch. Và câu trả lời đúng là C. Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch. Chúng ta sang câu hỏi thứ hai. Lễ hội cầu ngư là sản phẩm văn hóa gắn liền với tín ngưỡng gì? A. Thờ cúng thần sông. B. Thờ cúng cá ông. C. Thờ cúng ngư thần. Và đáp án chính xác là đáp án B. Thờ cúng cá, cá ông. Chúng ta sang câu hỏi thứ ba. Lễ hội Am Chúa là sản phẩm văn hóa gắn liền với tín ngưỡng gì? A. Thờ cúng bà chúa. B. Thờ thánh mẫu Thiniana. C. Thờ cúng ngư thần. Và đáp án chính xác là B. Thờ thánh mẫu Thiniana. Chúng ta sang câu thứ 4. Câu hỏi số 4. Lễ hội Festival Biển Nha Trang diễn ra vào thời gian nào? A. Tháng 6. B. Tháng 7. C. Tháng 8. Và đáp án chính xác là tháng 6. Về phần dặn dò, các em ôn tập cũng như tìm hiểu thêm về các lễ hội ở địa phương. Để tiếp sau học được tốt hơn thì các em sẽ tìm hiểu trước cho cô các loại hình nghệ thuật truyền thống ở địa phương của chúng ta. Tiết học đã kết thúc. Chúc các em học sinh học tập thật tốt. Thân ái chào tạm biệt các em.